Gom rác làm giàu. Tại một khu phố nhỏ ở châu Âu, đây là một khu chợ buôn bán theo kiểu cũ. Các cửa hàng đều bán những mặt hàng lưu niệm cho khách du lịch. Bên cạnh những cửa hàng lớn là một cửa hàng nhỏ. Chủ của cửa hàng đó là một phụ nữ châu Á, lúc nào cũng đông khách. Đó là cửa hàng của chị Vân Nhi. Này, nhìn gì thế? Thì cứ nhìn đi. Sao cửa hàng nhà mụ Vân Nhi đông thế nhỉ? Mỗi ngày bán được bao nhiêu là hàng? Ừ, sao lại đông khách thế chứ? Mà hàng của mụ ta thì có khác gì hàng của mình đâu. Thế mới tức. Mà cái cửa hàng thì bé tí tẹo. Phải tìm cách gì đi chứ, không để mụ ta kiếm hết khách của mình à? Đúng, tìm cách gì mà tiêu diệt đi chứ. Có cách rồi, có cách rồi. Cách gì, cách gì? Này, mình đổ rác vào cửa nhà mấy lần mà sao không thấy mụ ta nói năng, kêu ca gì nhỉ? Ừ, lạ thật đấy. Cứ lẳng lặng quét dọn mà có vẻ lại còn vui nữa chứ. Vô lý, không có ai như mụ ta. Tôi để ý có lần mụ ta vừa quét lại còn vừa hát nữa chứ. Thế mới lạ. Được rồi, để tôi sang thăm dò xem sao. Đếm tiền mỏi tay chưa? Để tôi giúp một tay nào. Ồ, chào chị, mời chị vào chơi. Chị cứ trêu em, cái cửa hàng nhỏ của em thì làm sao sánh được với các chị chứ. Cửa hàng bên chị vừa to, vừa đẹp, em cứ mơ mà không được. Ôi dào, to với đẹp, mà chẳng có khách thì to đẹp làm gì kia chứ. À mà này, tự nhiên tôi cứ thấy ái ngại cho chị thế nào ấy. Tôi... Sao hả chị? À, là tôi thấy mọi người cứ tống rác bẩn sang cửa tiệm của chị. Sao chị không cho họ một trận cho bẻ mặt, chừa cái thói xấu, bắt nạt người khác đi? Nếu là tôi phải rình bằng được, bắt quả tang cho nó một trận. Cảm ơn chị có lòng tốt quan tâm đến em. Em biết hết cả rồi. Nhưng chỉ có chị, em mới nói nhé. Chuyện gì, chuyện gì, nói đi. Ở đất nước chúng em, có phong tục rất hay. Cứ đến ngày Tết, cuối năm, bao nhiêu rác lại quét ngược vào nhà. Mọi người cho rằng như vậy năm mới sẽ đắc tài đắc lộc. Rác rưởi 3 năm, ngày Tết tích cóp được càng nhiều thì năm tiếp theo sẽ kiếm được càng nhiều tiền. Bây giờ hàng ngày có người mang rác đến tiệm của em, khác nào mang vận may và sự giàu có đến cho em. Lẽ nào em lại từ chối và tức giận họ kia chứ? Mà cứ để cho họ làm càng nhiều thì họ càng mất lộc. Thật thế sao? Cái phong tục cũng hay đấy nhỉ? Mà tôi thấy nó cũng ứng nghiệm ra phết. Cửa hàng nhà chị lúc nào cũng đông nghịch khách. Thảo nào, tôi thấy chị vừa quét dọn rác lại còn hát nữa chứ. Thôi, tôi phải về cửa hàng đây. Thỉnh thoảng chị lại sang chơi nhé. Thế nào, thế nào, tình hình thế nào? Ngu lắm, ngu lắm. Thảo nào mất hết cả lộc. Chị nói gì vậy? Sao lại ngu? Thôi nhé, từ giờ đừng có mà đổ rác sang đấy nữa nhé. Cũng từ đó trở đi, những cửa hàng bên cạnh thôi không quét và đổ rác sang cửa tiệm của Vân Nhi nữa. Dần dần, họ trở thành những hàng xóm tốt của nhau và làm ăn phát đạt. Người huấn luyện chó kéo. Trời ơi, tuyết lở rồi.
Jack, cố lên, chạy nhanh lên. Cố lên nào chúng mày, nhanh lên nào đầu xu. Hú vía, suýt thì mất mạng rồi. Chưa săn được gì đã gặp tuyết lở rồi. May mà chúng ta chạy nhanh. May mà có bác, không thì giờ cháu đã bị vùi sâu trong tuyết rồi. Mà sao đàn chó kéo của cháu to khỏe hơn của bác, thế mà lại chạy chậm hơn đàn chó kéo của bác nhỉ? Chắc vì cậu không biết huấn luyện chúng thôi. Chứ đàn chó của cậu mà rơi vào tay tôi thì không xe nào đuổi kịp. Thế à, cháu chăm sóc chúng rất tốt. Cho ăn chế độ ăn đặc biệt của loài chó kéo và huấn luyện kéo xe hàng ngày. Cậu cho ăn và huấn luyện như thế thì chưa được rồi. Sao lại chưa được ạ? Vậy bác có bí quyết gì bác chỉ cho cháu với? Được rồi, nghe đây. Quả nhiên đầu xu vẫn là khá nhất. Ông chủ xây thêm cái chuồng kia làm gì nhỉ? Tất nhiên là sai cho chúng ta rồi. Nhưng cái chuồng đó bé tới kia, làm sao tất cả chúng ta vào đó hết được? Hay chúng ta sắp có thêm thành viên mới? Vậy nó được ở sướng hơn chúng ta sao? Các cậu cứ đoán già đoán non làm gì? Ông chủ vẫn cho chúng ta ăn uống đủ là được rồi. Sao đầu xù lại được sang chuồng mới nhỉ? Ừ, sướng thật đó. Nhìn kìa, nó lại còn được một miếng thịt ngon, trong khi chúng ta lại phải tranh nhau miếng thịt vụn này. Ồ, sao tự nhiên ông chủ lại quan tâm nó thế nhỉ? Thật bất công, sao lại phân biệt đối xử với chúng ta như thế chứ? Sao ông chủ lại ưu ái đầu xù thế chứ? Chắc vì nó chạy nhanh hơn chúng ta, khỏe hơn chúng ta. Đầu xù được ông chủ yêu mến quá, nó còn được tập luyện, được ăn uống cưng chiều nữa chứ. Chỉ tại chúng ta kém hơn nó thôi. Chúng ta phải cố gắng lên, khỏe hơn, nhanh hơn thì mới được như nó, phải đó. Chủ lại buộc chúng ta thế này, còn đầu xù thì ở đầu xe, thế là nó không bị ăn roi vọt rồi. Ừ nhỉ, được ông chủ yêu mến sướng thật. Đây Jack, cậu đã làm theo những gì tôi chỉ chưa? Có ạ, bác cứ yên tâm. Đau quá, chạy nhanh lên. Chúng ta ăn thì phải tranh nhau, chỗ ở cũng không đủ ấm, lại còn bị rơi vọt nữa chứ. Trong khi đầu xù thì được ăn no, chỗ ở tươm tất lại không bị rơi vọt. Ừ, sao nó lại sướng thế chứ? Phải chạy nhanh, chạy nhanh hơn đầu xù thì mới được ông chủ yêu mến. Ừ, phải nhanh hơn nó. Rắc, cố lên. Cũng nhờ bác đó ạ. Ừ, thật ra là có một nguyên lý đơn giản. Ngày trước cậu đối xử với đàn chó của cậu đều như nhau, khiến chúng chẳng phải lo lắng gì và chẳng cần phấn đấu. Khi cậu chọn một con khỏe nhất, xứng đáng nhất trong số chúng làm đầu đàn, thì tự nhiên những con khác sẽ có động lực cố gắng ganh đua nhau để giành được vị trí đầu đàn, giành được sự ưu ái của cậu. Ở đâu có sự thi đua thì ở đó tất có sự phát triển thôi. Chú hiểu rồi ạ, cháu cảm ơn bác. Chuyện ở bữa tiệc.
nói về phụ nữ ư? Xin lỗi bà, tôi cho rằng họ luôn yếu đuối và nhu nhược. Cả hai bà vợ cũ của tôi đều như vậy cả. Nhưng tôi không trách họ, bởi vì họ là phụ nữ mà. Có lẽ ông trời sinh ra phụ nữ là phải như vậy. Tôi không cho là vậy. Phụ nữ chúng tôi bây giờ tiến bộ hơn ngày xưa. Họ mạnh mẽ hơn nhiều rồi. Khi gặp khó khăn, chúng tôi cũng nỗ lực vượt qua, chứ không ngồi nhìn sự việc một cách sợ hãi nữa. Bà nói vậy, nhưng khi gặp phải tình huống nguy hiểm, phản ứng của phụ nữ luôn là kêu khóc, cầu cứu sự giúp đỡ. Tôi lại nghi ngờ điều đó. Chẳng qua ông chưa gặp những trường hợp phụ nữ quả cảm và mạnh mẽ đó thôi. Hy vọng bà nói đúng, thưa quý bà. Không khí bữa tiệc hôm nay thật tuyệt vời, phải không thưa quý bà? Bà Wendy, bà Wendy, bà có nghe tôi nói không? Bà không sao chứ, thưa bà? Xin mời ông hãy tiếp tục thưởng thức bữa tối, mọi chuyện đều ổn. Anh ta làm gì vậy nhỉ? Lạ thật. Khoan đã, liệu đó có phải là giỏ trứng không nhỉ? Mình nghe nói ở Ấn Độ có nhiều rắn. Khi nào phát hiện có rắn trong nhà thì chỉ cần đặt một giỏ trứng với quả trứng vỡ trong đó là rắn sẽ đến ăn. Thôi rồi, nhất định trong phòng này có rắn hổ mang. Những chỗ trong phòng đều có thể dễ dàng nhìn thấy, không chỗ nào có rắn cả. Vậy chỉ có gầm bàn này là có khả năng có rắn đang trú ngụ. Trời ơi, làm sao bây giờ? Chỉ cần ai đó khẽ cử động là sẽ bị cắn ngay. À, xin các vị chú ý. Tôi muốn các vị ở đây chơi một trò chơi thử tài kiềm chế của mỗi người. Tôi sẽ đếm đến 300. Trong vòng 5 phút, không ai được động đậy. Ai động đậy sẽ bị phạt 50 ruby. Bắt đầu nhé. Nào, 1, 2, 3. Ngồi bất động sao? Hay đấy. Hai trăm bảy mươi tám, 279, 279. Các vị có thể cử động lại rồi. Đây chỉ là cách tôi nghĩ ra để mọi người ngồi bất động trong lúc tôi tìm cách đuổi con rắn ra khỏi phòng thôi. Ôi, thật thế sao? Hú vía. Ông Dean, ông thật tuyệt vời. Nhờ sự thông minh và bình tĩnh của ông mà chúng ta không ai bị thương. Thật cảm ơn ông. Cũng là nhờ bà đã nhìn thấy con rắn trước đấy chứ. Không, tôi không hề nhìn thấy nó. Không thấy ư? Vậy tại sao bà biết trong phòng có rắn? Vì nó bò qua chân tôi. Lúc đó tôi đã biết đó là một con rắn độc. Gì cơ? Con rắn đã bò qua chân của bà ư? Vậy mà bà vẫn bình tĩnh xử lý như vậy. Xin bà thứ lỗi cho tôi vì những định kiến của tôi về phụ nữ. Bà đã khai sáng cho tôi rồi. Đúng là phụ nữ bây giờ... Lời xin lỗi được chấp nhận, thưa ông. Thương gia và lão nông. Thôi chết, đã nửa chiều rồi, phải đi thôi. Không biết túi vải của ai bỏ quên. Nhớ có người tham lấy mất thì tội nghiệp cho người mất của lắm. Thôi, cứ mang về nhà rồi viết mảnh giấy để người mất biết mà tìm.
đây là đồ người ta bỏ quên trong miếu, mình xem trong túi có gì. Mai mốt có người đến nhận, đúng thì trả lại cho người ta. Ôi, vàng, nhiều vàng quá ông này. Ừ, nhưng vàng này là của người ta, bà chớ có đụng tay vào. Mình an tâm, tôi hiểu chứ. Cụ ơi, cụ có thấy cái túi ở đây không? Túi nào? Thì cái túi hành lý tôi để quên hồi trưa trong miếu này. Quả thật, lâu không thấy túi đồ anh nói. Khổ thân tôi, thế là tôi mất hết cả sản nghiệp dành dụm từ hơn 10 năm nay. Bao nhiêu công lao trôi sông trôi biển cả rồi, khổ thân tôi chứ. Tôi thì không thấy cái túi, nhưng mà có mảnh giấy của ai đó dán ở đây. Có lẽ để lại cho anh đây. May quá, cảm ơn cụ. Phải đến xin chuộc lại cái túi. Có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không? Tôi là người bỏ quên túi vải trong miếu trưa nay. Nghe nói... Ồ, nếu đó là của bác thì bác phải nói xem túi đồ của bác như thế nào. Trong đựng những gì? Đó là túi vải. Trong đựng một ít lương khô đi đường. Thế thì không phải túi của bác. Thú thật với bác, cũng còn một số vàng trong một gói vải khác màu đỏ. Xin bác hãy đợi một chút. Quả thật đó là túi đồ của bác rồi. Xin mời bác nhận lại. Ôi, thật là tôi lại tìm thấy nó sao? Cảm ơn anh rất nhiều. Vàng của tôi kể như đã mất, mai sau lại gặp tấm lòng quý của bác. Tôi xin biếu bác một nửa, để tỏ lòng thành thật biết ơn. Ấy chết, trả lại đồ vật không phải của mình, chỉ là một việc bình thường. Có ơn gì đâu mà đền. Bác đã làm một việc thiện, được đền ơn là đúng lẽ đời mà bác. Đã làm việc thiện đừng nghĩ đến ơn nghĩa. Đạo lý xưa nay vẫn dạy như vậy. Thôi, xin bác cứ vui lòng nhận lại, đừng làm thế. Bác phải lao tâm khổ tứ làm lụng bao nhiêu ngày mới có được chút của ấy. Đâu phải bỗng dưng từ trên trời rơi xuống mà có được. Bác khỏi ái náy làm gì, bác có cho, có biếu, tôi cũng xin không nhận lại đâu. Phàm có tiền dễ quá, người ta dễ trở nên hư đốn. Bác thông cảm giúp. Tấm lòng bác thật là tấm lòng của tiên, của Phật. Xin ngàn lần cảm ơn bác. Cái bóng. Mệt quá, không đủ sức nữa rồi. Phải tìm chỗ trú chân qua đêm đã, mai lại tính tiếp. Ai thế? Tôi từ xa tới, đi qua đây, giờ muộn quá. Tính lỡ bước cầu xin gia chủ cho nghỉ nhờ qua đêm được không? Nhà chỉ có hai mẹ con, chồng tôi đi vắng. Anh chịu khó sang hỏi nhờ nhà khác giúp cho, tôi xin lỗi. Vâng, chào chị. Thử hỏi nhà này xem sao. Có ai ở nhà không? Tôi từ xa tới, lỡ bước. Gia đình có thể cho tôi nghỉ nhờ một đêm không ạ? À? Kẻ cướp bây giờ nhiều lắm, chớ có mở. Phải đó. Đi chỗ khác đi, chúng tôi không giúp được gì đâu. Làm sao bây giờ? Ai đó? Cháu từ xa tới, đi qua đây. Trời tối quá rồi, xin cụ cho cháu nghỉ nhờ một đêm được không ạ? Vào đi chàng trai. Cảm ơn cụ ạ. Cháu mau ngồi đi. Vâng, cảm ơn cụ. Suýt chút nữa thì mình chết cống mất. Uống đi, chắc cậu mệt lắm rồi. Cháu cảm ơn cụ nhiều lắm. Sao trời đông giá rét thế này, cháu lại đi xa vậy, lại còn không mang theo áo ấm?
chuyện dài lắm cụ ơi. Lẽ ra cháu cũng không phải khổ sở vất vả vậy đâu. Cha cháu là phú hộ rất giàu có, ruộng hàng nghìn thước, trâu bò cũng đến vài trăm con. Nhưng không may, cha mẹ cháu đột ngột qua đời, lắm kẻ ganh ghét. Nhân lúc cha cháu mất, dậu đổ bìm leo, những kẻ xấu dựng chuyện. Cha cháu mang án oan, nhà cửa bị tịch thu hết. Thế là cháu bỗng trở thành tứ cố vô thân. Nhưng tệ nhất là họ hàng. Xưa thì thân thiết, quý mến, giờ thì lạnh nhạt, thờ ơ, coi cháu như người dân nước lã. Không ai hỏi han cháu lấy một lời, chứ đừng nói gì tới cưu mang giúp đỡ. Ta hiểu rồi. Cháu hận họ hàng nên quyết định dứt áo ra đi. Cụ ơi, sao họ hàng lại đối xử với nhau như thế? Trong lúc cháu gặp hoạn nạn khó khăn, mọi người phải giúp cháu mới phải chứ. Nếu quả như cháu nói thì cách đối xử của mọi người cũng tệ. Ta không hiểu hết sự tình nên không thể nói gì. Phần cháu, ta chỉ muốn nói cháu hãy tự hỏi bản thân và tự trả lời lấy cho mình vì sao lại như vậy. Còn quá như họ hàng sống tệ, không gian tay giúp thì cháu hãy đi theo ta. Dạ, đi đâu ạ? Cứ theo ta. Cụ ơi, sao cụ lại dẫn cháu vào đây? Trong này tối quá. Ta đang tìm một thứ. Thứ gì ạ? Cái bóng của cháu. Cái bóng ư? Trong phòng tối mịt thế này, làm sao mà có cái bóng của cháu được chứ cụ? Ừ, cháu nói phải đó. Ngay cả cái bóng của ta cũng rời bỏ ta những lúc tối tăm. Do vậy, giả sử có chuyện ai đó bỏ rơi mình thì cũng không cần oán than thù hận làm gì. Trong cuộc sống này, đừng quá dựa dẫm vào bất kỳ ai. Hãy dựa vào chính mình. Hãy trút bỏ trong lòng cháu những hận thù không đáng có. Dựa vào chính bản thân mình mà vươn lên. Cụ, cháu hiểu rồi, cháu cảm ơn cụ. Những lời của cụ thật mở lòng cho cháu. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.